sạn này nó mới, nó to và nó cũng vắng. Vâng. Không có ai ở hết. Có gì đâu. Có gì đâu. Khách sạn đây nó cũng không đắt như Hà Nội. Nhưng tất nhiên là nó cũng có tiền nào của đấy. Coi như nó bao giờ nó khách sạn nào nó cũng có một phòng kiểu phòng tổng thống ấy không? Phòng đấy là đắt riêng để phục vụ cho các ông VIP như thế. Mình thì cứ ở bình thường thôi. Cũng muốn ở tầng cao. Vâng, mình cứ đừng ở phòng tổng thống đó được. Kể cả phòng tổng thống mà nó không đắt lắm, nó chỉ đắt chênh với thằng kia một tí thôi. Cũng có thể. Thì có khi cũng có đấy. Ngày xưa toàn các cái Dinh Bảo Đại ấy, ở Đà Lạt này, ở Nha Trang này. Chứ những ông đấy phải đi nhiều mà. Tưởng là đắt nhưng mà ra không đắt. Vâng. Mà cái phòng lại rộng mà đẹp kinh khủng. Mình cũng đã ở cái Dinh Bảo Đại ở trên Đồ Sơn rồi nhỉ? Ừ, ở hết rồi, không nào cũng chẳng hạn. Đấy, nó cổ mà cái giá trị nó khác hẳn. Chứ nó không giống những khách sạn mới bây giờ. Thế mà nó lại thực ra không đắt lắm. Nhưng cái giá trị lớn của nó là giá trị nó độc. Cái khách sạn Bảo Đại chỗ Đồ Sơn hôm mình ở đấy, thực ra Bảo Đại có đến để ở một lần nhiều đâu, đúng không? Một lần. Vâng.